Vâng, bây giờ có một chú Grab đang chờ của mình chú, chắc tới đây là chờ chị em lâu đi với cô chú anh chị và các bạn. Chờ chị em lâu đi diễn á, tại vì đường thành phố mà cô chú anh chị cũng biết là đường thành phố nó rất là đông đúc thôi cô chú anh chị và các bạn. Mà đi xe hơi nữa nó tốn thời gian lắm thôi cô chú anh chị và các bạn. Vâng, thì bây giờ có hai cô gái rất là dễ thương đến để mua hàng giúp chị Hồng Loan thôi cô chú anh chị và các bạn. À là không phải là chợ chị Hồng Loan đi, mà là chợ một món hàng đi thôi cô chú anh chị và các bạn. Chở một món hàng đi nhé. Mong cô chú chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú chị và các bạn cùng xem. Hai món hàng luôn chứ không phải một món hàng thôi cô chú chị và các bạn. Hai món hàng luôn. Có một chú mù rất là dễ thương, rất là đáng thương luôn cô chú anh chị và các bạn. Ở Việt Nam của mình nó thì có rất là nhiều người cần sự quan tâm, cần sự chăm sóc từ cộng đồng với cô chú anh chị và các bạn. Anh mua rất là nhiều đồ luôn. Anh mua rất là nhiều đồ nhé cô chú anh chị và các bạn. Anh mua rất là nhiều đồ, một tay sách, một tay bẻ lái luôn cô chú anh chị và các bạn. Chú của nhà chị Hồng Loan thì bây giờ thì cũng có hai vị khách để chúng ta cùng ảnh nhé. Có hai vị khách. Vâng, có hai vị khách nữ vô mua hàng giúp chị Hồng Loan nhé. Rất là dễ thương luôn cô chú chị và các bạn.
chung là giống như Việt Kiều nhé cô chú anh chị và các bạn, vô để mua hàng giúp chị Hồng Loan nhé, để chúng ta cùng qua với anh đây. Bơm mỹ mỹ, nói chung mà ai cũng dễ thương hết thôi cô chú anh chị và các bạn. Nhìn cái nét mặt thôi là thấy hiền rồi. Quan trọng khi bán hàng á là cái khuôn mặt của mình có thu hút khách hay không là do cái khuôn mặt của mình. Cái cách thức này, cách thức gì ạ? Một chút kêu cô ủng hộ cho kênh. Cô ơi, xem kênh nhớ đăng ký kênh cho Ngọc Nhi vlog chứ ốc tiêu và lóc ốc tiêu nha. Cô dị hương đáng yêu. Dạ, chào cô. Bây giờ đang tính tiền và ra về nhé cô chú anh chị và các bạn. Anh Khoa dễ thương đáng yêu. Chết rồi. Dạ. Tới mấy lần rồi đấy. Có quà con lúc kỳ. Có lúc kỳ nó ra đây. Bích cũng sắp hết luôn. Bây giờ chứ còn nhiêu bán nhiêu ít. Tưởng nó cũng hết giao. Đây là bà. Thế là bích bích đây là còn đúng không Khoan? Bây giờ chị Bồng Bông đang ở trên máy tính thôi của chú chị và các bạn. Vâng, chào mừng cô chú anh chị đã đến với kênh Bờ Lóc Hoa Tiêu. Bờ Lóc Hoa Tiêu đang ở nhà của chị lo nhà của con đường cô chú anh chị và các bạn thân mến. Thì bây giờ cũng có một vị khách tới nha cô chú anh chị và các bạn.
dành cái hàng mà gói này ra cho khách thưa cô chú anh chị và các bạn.